gia đình nào cũng có thể làm được. Tuy nhiên hôm nay Tâm Phan muốn giới thiệu một món bánh dừa vô cùng đặc biệt, đưa lên một tầm cao mới. Món bánh dừa này có thể được giới thiệu trong những nhà hàng 5 sao hoặc cho những dịp đặc biệt như Giáng sinh này.